ở nhân gian lập địa thành tiên chương 25, ta không đồng ý, hai Cố ly li liếc thanh niên mặc áo lam một chút, mặc dù trên mặt có mạng che mặt, nhưng trong mắt nàng vẫn toát lên vẻ khinh bỉ rõ ràng. Đại đa số người lộ vẻ mặt sùng bái, rất hiển nhiên đây là lần đầu tiên nghe nói đến truyền thuyết này. Phương Vọng nói thầm quả nhiên, thật sự là cao nhân, đoán chừng có lẽ là tồn tại số một số hai của Thái Biên Môn, bình thường thoạt nhìn cà lơ phất phơ, vào thời điểm then chốt nhất định rất mạnh. Được rồi, quay về chính sự, các ngươi đã trở thành đệ tử phân mạch, hiện tại có thể tranh đoạt đệ tử trì kiếm và đệ tử thân truyền. Tham Thủy chân nhân giả vờ ho một tiếng, nghiêm mặt nói. Một nữ tử không nhịn được hỏi, có thể trực tiếp tranh đoạt đệ tử thân truyền sao? Chính đại giáo phái đều không tiền lệ như vậy. Các con em thế gia khác đều thấp giọng nghị luận, cũng có vẻ rất phấn chấn. Tham Thụy chân nhân ngạo nghễ nói, trước kia là như thế, nhưng sau này lại khác. Thái Uyên môn phá vỡ lề thói cũ, chính là vì trợ giúp thiên tài trưởng thành tốt hơn. Các ngươi đều là tu vi dưỡng khí cảnh, hiện tại có thể tranh đoạt. Người muốn trở thành đệ tử thân truyền thì có thể đứng ra, độc chiến tất cả những người khác, thắng thì có thể trở thành đệ tử thân truyền, mà năm người biểu hiện tốt nhất có thể trở thành đệ tử trì kiếm. Độc chiến tất cả mọi người, lời vừa dứt, tất cả mọi người trở nên yên tĩnh. phương vọng không khỏi liếc nhìn chu tuyết, dùng ánh mắt hỏi thăm có muốn tranh hay chăng. chu tuyết chậm rãi gật đầu, nhưng lông mày của nàng hơi nhíu lại, hiển nhiên không kịp chuẩn bị. hẳn là kiếp trước nàng này cũng không phải là đệ tử của thái biên môn. phương vọng không nhịn được chế nhạo trong lòng, hắn bắt đầu hoài nghi chu tuyết có ý khác với thái biên môn. cố ly mở miệng hỏi, xin hỏi trưởng lão, nếu không chỉ một người muốn làm đệ tử thân truyền thì do ai đến độc chiến tất cả mọi người. Lời nói này dẫn tới hơn 10 người gật đầu. Người dám gật đầu, đều là người tràn đầy lòng tin. Tham Thụy chân nhân tự tiếu phi tiếu nói, chuyện này phải xem các ngươi, đệ tử thân truyền có quyền lực chấp pháp, quản lý đối với đệ tử cùng mạch, nhất định phải có năng lực thuyết phục mọi người. Lúc này Cố Ly tiến lên một bước, mở miệng nói, ta tên Cố Ly, đến từ Cố Gia Lạc Bắc, tu tiên 12 năm, đã tới dưỡng khí cảnh tầng 9, tập được ngũ thánh kiếm pháp của gia phụ Cố Thiên Hùng, ta muốn làm đệ tử thân truyền, ai không đồng ý. Cố gia lạc bắc, phần lớn người ở đây không khỏi chấn động, khiến phương vọng hiếu kỳ, cố gia lạc bắc mạnh đến mức nào, vị nam tử áo đen đôi mũ rộng vành kia khoanh tay trước ngực, khẽ nói, cố gia lạc bắc, quả thực có tư cách, vậy thì để ngươi đi, ta cũng muốn nhìn xem ngũ thánh kiếm pháp có thể có thực lực áp chế mọi người cùng cảnh giới hay không. Hắn vừa nói như vậy, càng không có người dám đứng ra. Phương vọng cảm thán trong lòng, không biết khi nào Phương gia Nam Khâu có thể có uy phong bực này, nhanh lên, đệ tử thân truyền có chỗ tốt mà ngươi không cách nào tưởng tượng được. Tư chất của thân thể ta không bằng ngươi, ta có rất nhiều cơ duyên có thể tranh, nhưng ngươi thì khác. Con đường tu tiên của ngươi cũng không thể cứ luôn dựa vào ta, trừ khi ngươi cũng muốn thành quỷ. Về Cố gia Lạc Bắc, nhiều nhất 20 năm là sẽ bị diệt không uy hiếp được ngươi chu tuyết truyền âm đến phương vọng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng không cần chu tuyết thúc giục hắn cũng sẽ đứng ra nhưng chu tuyết khiến hắn càng thêm không có gánh nặng nghĩ xong phương vọng đứng ra mở miệng nói ta không đồng ý đột nhiên tất cả ánh mắt đều rơi trên người hắn làm lòng hắn rung lên nhưng hắn vẫn ra vẻ điềm đạm bình tĩnh nhìn chằm chằm cố ly ngươi là người phương nào cố ly nhìn chằm chằm phương vọng Đôi mi thanh tú nhíu chặt, quan sát tỉ mỉ đối phương. Người dám đứng ra giờ phút này, tất nhiên không đơn giản, hẳn là nàng nhìn nhầm, kẻ này có lai lịch lớn, tất cả mọi người đang dò xét Phương Vọng, bao gồm cả Tham Thụy chân nhân. Phương Vọng bình tĩnh nói, "Ta tên Phương Vọng, không bằng ngươi và ta luận bàn một phen trước, người thắng đảm nhiệm tư cách độc chiến tất cả mọi người, thế nào?" Hắn vừa dứt lời, lúc này đã có người ồn ào Mọi người ở đây cũng có bối cảnh thế gia tu tiên, mặc dù không dám tùy tiện ra mặt, nhưng nhìn thấy có người không nể mặt cố ly, bọn họ vẫn rất hưng phấn. Phần lớn người đều kiên kỵ tên tuổi cố gia lạc bắc, nhưng một phần người còn lại chỉ cẩn thận thôi, cảm thấy tùy tiện tranh đoạt đệ tử thân truyền, chỉ sợ ngay cả tư cách đệ tử trì kiếm cũng không tranh được. Bị 51 người vây công, rất có thể không kịp thể hiện ra sự mạnh mẽ của mình đã bị đánh tan. Tham Thụy chân nhân đứng ở một bên, nắm râu ria, mang vẻ mặt xem náo nhiệt nét mặt, hắn không định ngăn cản. Cố Ly tiến lên hai bước, đưa tay rút ra một thanh tế kiếm từ phía sau lưng. Thanh kiếm này rộng hai ngón tay, lại dài bốn thước, lưỡi kiếm lóe ra tia sắc lạnh. Vậy thì thử một chút đi, giọng điệu Cố Ly cương quyết, nàng nhất kiếm chỉ hướng Phương Vọng. Phương Vọng nâng cánh tay phải lên, giơ lên phi kiếm trong tay, nhưng rất nhanh, hắn đã buông tay, chỉ thấy phi kiếm lơ lửng giữa không trung. Cố ly hít mắt, lúc này vung kiếm lên, chém ra một nhát, kiếm khí tung hoành, thế không thể đỡ thẳng hướng phương vọng, ven đường cuốn lên các bụi cuồn cuộn. Phương vọng bỗng nhiên vung tay phải lên, phi kiếm bột phát ra tốc độ cực kỳ đáng sợ, giống như một vệt sáng lạnh lẽo, xé nát kiếm khí phía trước, rẽ ra sóng gió, gần như ngay lập tức đã dừng trên trán cố ly. Kiếm phong thổi bay mũ rộng vành của cố ly, cả mạng che mặt cũng bị giật ra, hiển lộ ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ phút này khắp khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn phi kiếm lơ lửng trước mặt, cả người cố ly cứng nhắc. Mũi kiếm phản chiếu trong đôi đồng tử của nàng, giống như ngôi sao lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, trán của nàng không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người bị hù dọa, ngay cả chu tuyết cũng không khỏi nhớ mày. Quả nhiên không nhìn lầm hắn, chẳng qua ngự kiếm thuật của tiểu tử này căn cứ vào biểu hiện của phương vọng đêm đó chu tuyết cảm thấy thực lực chân chính của phương vọng tuyệt đối không chỉ biểu hiện bởi tu vi cho nên nàng mới đẩy phương vọng ra phương vọng luyện ngự kiếm thuật đến trình độ như vậy ngược lại làm nàng ngạc nhiên vui mừng tốc độ vừa rồi cho dù là một vài tu sĩ tối linh cảnh cũng chưa chắc có thể đạt tới cũng thế khi đó phương vọng chỉ dùng một thanh kiếm phàm phu mà bây giờ trong tay hắn là một thanh pháp kiếm nhưng pháp kiếm này xem như loại bình thường nhất, lại để hắn thi triển ra uy năng như vậy, hạng mức cao nhất của tiểu tử này ở đâu thế, tham thủy chân nhân cũng bị kinh ngạc, hắn chăm chú nhìn phương vọng, đôi mắt cũng đang tỏa sáng. Lực khống chế thật quyết đoán, tốc độ bén nhọn như vậy, có thể lập tức dừng lại, vừa rồi ngay cả ta cũng suýt nữa chưa phản ứng kịp. Tham thủy chân nhân âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu như cố ly chết ở chỗ này, thì coi như phiền phức rồi. Cố gia lạc bắc cũng không phải dễ treo, hắn không thể không giữ vững tinh thần, nhìn chầm chầm phương vọng, sợ tiểu tử này xuống tay quá ác. Tất cả các đệ tử thái uyên môn phía sau hắn đều lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, tiểu tử này thật là dưỡng khí cảnh sao, phương vọng không nhìn về phía cố ly, mà liếc nhìn những người khác, hỏi, ta tới làm đệ tử thân truyền dự bị, có ai không đồng ý? Không người dám đáp lại, tất cả đều nhìn hắn như gặp kẻ địch lớn, thậm chí bắt đầu yên lặng lấy ra pháp khí của mình chu tuyết hơi cong khóe miệng thầm nghĩ tiểu tử này thật là đủ nhuệ khí bình thường thoạt nhìn nội liễm lúc nên tranh lại có khí thế như thế nếu như kiếp trước hắn không chết trong đêm diệt môn hắn sẽ đạt tới độ cao như thế nào nghĩ thì nghĩ nàng cũng lấy ra pháp khí chính là bùa vàng đạo nhân áo xanh sử dụng trước đó phương vọng thoáng nhìn một màn này trong lòng nhảy một cái ngươi sẽ không làm thật đấy chứ này Người một nhà đó, Phương Vọng xoay tròn tay phải về bên trong, phi kiếm treo trên trán Cố Ly bỗng nhiên rụt về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cố Ly tim đập như trống, nàng nhìn qua Phương Vọng, cả người hoảng hốt. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng cảm thấy khí tức tử vong, nếu như đối phương muốn giết nàng, nàng tất nhiên không tránh khỏi. Vì sao chênh lệch lại lớn như thế, nàng thậm chí còn không thi triển ra Ngũ Thánh kiếm pháp của mình. Giờ khắc này, nàng nhớ tới lời phụ thân nói, Thái Uyên Môn có tướng bay cao, tất nhiên sẽ xuất hiện nhân vật thiên kiêu, đến nơi đó, nhất định không thể chủ quan. Phương Vọng không để ý đến suy nghĩ của Cố Ly, nhìn thấy những người khác xê dịch bước chân, bao vây quanh mình, hắn đã biết dựa vào ngự kiếm thuật thì không đủ để ứng đối cục diện hiện tạo. Nghĩ xong, hắn cầm phi kiếm trong tay đâm vào trong đất bùng, hai tay tấn công khoảng không bốn phương tám hướng xung quanh. Cùng, đây là cảm nhận của tất cả mọi người đang lúc có người không kìm nén được phương vọng phải nâng tay lên lòng bàn tay hướng xuống ầm một luồng khí thế ngang ngược bùng nổ từ trong thân thể phương vọng bụi đất dưới chân hắn rít gào bay lên ba viên hỏa cầu ngưng tụ ra sau đầu hắn giống như mặt trời nhỏ treo lơ lửng áo bào tung bay nét mặt của hắn trở nên lạnh lùng đây là làm sao có thể tham thủy chân nhân và chu tuyết cũng bị sốc người trước là ngạc nhiên mừng rỡ, người sau thuần túy là khiếp sợ. Huyền Dương Thần Kinh, Chu Tuyết tự xưng trước khi phi thăng không luyện thành, là hù dọa phương vọng, trên thực tế nàng từng luyện Huyền Dương Thần Kinh tới tầng thứ 6, nhưng sau này lại từ bỏ vì nguyên nhân khác. Chỉ là tầng 6, nàng đã tiêu phí thời gian mấy chục năm, phương vọng mới tu luyện bao lâu, nhìn ba ngọn lửa hừng sau đầu phương vọng, rõ ràng không chỉ đơn giản là luyện thành tầng thứ nhất nàng chợt hoài nghi phương vọng khả năng đã luyện tới tầng thứ bảy mà nàng chưa đạt tới khó trách tu vi của tiểu tử này tăng nhanh như vậy càng luyện huyền dương thần kinh tới trình độ như vậy lúc này mới hơn một tháng mà thôi thiên tài thế này mà sinh ra tại đại tề chu tuyết bỗng nhiên cảm nhận được lực lượng của số mệnh có lẽ từ nơi sâu xa có một lực lượng đang chi phối vận mệnh của phương gia một đời này phương vọng sống sót thì thế đạo phải thay đổi dù chu tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng không có đến mức độ không thể tiếp thu được dù sao nàng đã từng phi thăng rồi cũng đã gặp tồn tại càng yêu nghiệt hơn lên nam tử áo đen đội mũ rộng vành mở miệng nói trước đang khi nói chuyện hắn bỗng nhiên đạp đất trương sách sau lưng mở ra từng mũi tên màu đen bắn về phía phương vọng những người khác lập tức thi triển pháp thuật của mình tất cả đều lựa chọn tấn công cự ly xa ngay cả chu tuyết cũng xuất thủ bù vàng bắn ra mấy chục tia sáng vàng kim trong chốc lát ánh sáng đủ mọi màu sắc bao phủ phương vọng ánh mắt phương vọng ngưng lại tay phải bỗng nhiên nắm chặt ba hỏa cầu sau đầu đột nhiên nổ tung hóa thành biển lửa cuồn cuộn càng quét ra chia tách pháp thuật và pháp khí bốn phương tám hướng sóng lửa bốc lên cực kỳ hùng vĩ một giây sau phương vọng đạp tuyệt ảnh bộ dết ra hắn có huyền dương thần kinh tầng chính đại viên mãn đã không sợ bất cứ ngọn lửa nào, chỉ cần ba bước, hắn đã tới đến trước mặt một người tu sĩ. Một chưởng đánh ra, nhanh như gió táp, thế như lôi đình. Ầm, ừ, tên tu sĩ này trực tiếp bị đánh bay, thổ huyết giữa không trung. Phương vọng xoay người, quét ngang một chân, đá về nữ tu sĩ bên cạnh. Hắn không chỉ là tu tiên giả, mà cũng là một người tập võ, tốc độ phản ứng thể xác của hắn cực nhanh. Hắn ngưng tụ linh lực trên chân phải, trực tiếp đá lên mặt của đối phương, làm cho đối phương hôn mê tại chỗ. Hắn tiếp tục tấn công người tiếp theo. Hắn muốn đánh tan tất cả đối thủ trong thời gian ngắn nhất, vì linh lực của hắn có hạn, không có khả năng giữ vững chiến đấu ở cường độ như vậy trong thời gian dài. Linh lực của huyền dương thần kinh cực kỳ ngang ngược, phương vọng dùng huyền dương linh lực thi triển võ học chân long trưởng, lại không thi triển ra chân khí hình rồng, mà là một con hỏa long hùng vĩ, tàn sát bừa bãi một đường, đánh tan mấy vị tu sĩ. Nam nhân áo đen đội mũ rộng vành dết đến sau lưng Phương Vọng, nghĩ thừa dịp bất ngờ đánh lén, kết quả Phương Vọng dùng tuyệt ảnh bộ né tránh, làm gậy dài trong tay hắn đánh hụt. Phương Vọng xoay người đánh ra một phát chân long chưởng, kết quả bị hắn né tránh, nhưng những tu sĩ phía sau hắn lại không trốn được. Lại là mấy người bị đánh bay, toàn thân đốt lửa. Các đệ tử Thái Uyên môn xem trận chiến dùng dập xuất thủ, giải cứu những đệ tử mới bị lửa thiêu này, nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện lửa này thật không dễ dập tắt, bọn họ không thể không sử dụng pháp thuật. Cũng may những ngọn lửa này chợt biến mất, khiến bọn họ thở dài một hơi. Đây là việc làm của phương vọng. Huyền dương thần kinh tầng chính đại viên mãn có thể làm cho sức khống chế của hắn đối với huyền dương chân hỏa đạt tới cực hạn, hắn cũng sợ thiêu chết những người này. Không đến 10 nhịp thờ, đã có một nửa người mất đi sức chiến đấu, tu sĩ còn lại tới tấp nhảy ra, không dám bị hắn tiến gần sát. Phương vọng nhanh như mũi tên, không ngừng tìm mục tiêu, chân long trưởng của hắn quá ngang ngược, không ai cản nổi phong mang của hắn. Khi Chu tuyết xuất hiện trước mắt, phương vọng cũng không nhường, hai người phản phất không quen biết. Chu tuyết lại đối trưởng với hắn, ầm, song trưởng tấn công, cùng phong chợt giấy lên. Phương vọng nhíu mày, hắn cảm nhận được một luồng linh lực âm độc, giống như rắn độc muốn ăn mòn huyền dương linh lực của mình, cũng may huyền dương linh lực của hắn đủ mạnh mẽ. Tham thủy chân nhân không khỏi nhìn về phía chu tuyết, đôi mắt sáng lên, nói thầm lại là một thiên tài. Hắn trực tiếp tính chu tuyết vào trong đệ tử trì kiếm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chu tuyết học máu bay ngược, rơi xuống ngoài mấy trường, muốn bò dậy, mà bò mấy lần cũng không thành công. Phương vọng thật bội phục nàng, kỹ xảo biểu diễn hồn nhiên thiên thành vừa rồi đánh nhau một chưởng hắn gần như có thể xác định chu tuyết không kém gì hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng thế chu tuyết không có khả năng truyền công pháp mạnh nhất của mình cho hắn nếu như hắn sống lại cũng không có khả năng bồi dưỡng được một người còn mạnh hơn chính mình có thể chăm sóc tộc nhân nhưng chỉ để bọn họ sống càng tốt hơn trước không có khả năng dốc hết sức lực để hắn trưởng thành đến tình trạng mất khống khế chu tuyết bại một lần những người còn lại càng không phải là đối thủ của hắn. Tuyệt đại đa số người đều có cảnh giới dưỡng khí cảnh tầng 5 đến 8 tầng. Chỉ có 3 người đạt tới dưỡng khí cảnh tầng 9, trong đó có Cố Ly, nam tử áo đen. Rất nhanh, chỉ còn lại nam tử áo đen và Phương Vọng chiến đấu, thân pháp của tên này cực kỳ xuất chúng, dẫn đến Phương Vọng không cách nào đánh trúng hắn trong thời gian ngắn. Nam tử áo đen cũng có cảm thụ như thế, thậm chí còn thật buồn bực pháp thuật của hắn hơi dựa gần phương vọng đã bị hỏa cầu sau đầu phương vọng đánh tan không hề có tác dụng sau khi hai người giao chiến mười mấy hiệp chân long chưởng của phương vọng dùng một góc độ xảo trá đánh tới bởi vội vàng không kịp chuẩn bị nam tử áo đen vô ý thức đỡ chưởng vừa đỡ chính là bại trận ngã xuống đất người áo đen che lồng ngực phun một nguồn máu mất đi năng lực chiến đấu phương vọng xoay người nhìn về phía cố ly vẫn luôn không xuất thủ Cố Ly xem trận chiến ở phía xa, cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng khẽ lắc đầu, tỏ ý từ bỏ. Tốt. Rất tốt. Tham Thụy chân nhân cười to nói, hắn cao giọng hô, Phương Vọng, thăng lên đệ tử thân truyền, là vị đệ tử mới đầu tiên vừa nhập môn đã trở thành đệ tử thân truyền, từ khi Thái Uyên môn lập giáo đến nay. Giọng nói của hắn vang vọng dưới bầu trời, những đệ tử Thái Uyên môn xem trận chiến cũng nhìn về phía Phương Vọng với ánh mắt phức tạp. Thái Uyên môn không chỉ coi trọng Thiên Phú tu hành, mà còn có chiến đấu Thiên Phú, hai điều này thường thường không thể tách rời. Tham Thủy chân nhân đã bắt đầu chờ mong sau khi Tố Linh, Bảo Linh của Phương Vọng có phẩm giai như thế nào, có thể bắt kịp tiểu tử kia hay không, đệ tử thân truyền, nghe thấy Tham Thủy chân nhân, Phương Vọng âm thầm thở dài một hơi. Hắn nhìn như cường thế kết thúc chiến đấu, nhưng trải qua trận hỗn chiến này, linh lực trong thân thể đã tiêu hao 8 phần 10. Hắn chỉ ra vẽ vân đạm phong kinh thôi Những tu sĩ còn chưa hôn mê kia nhìn phương vọng Nét mặt không đồng nhất Trong lòng đều ngũ vị tạp trần Bọn họ không thể tin được Thực sự có người có thể độc chiến 51 người Phải biết rằng cảnh giới của bọn họ Trên lệch không lớn Mà lại đều đến từ thế gia tu tiên Phương vọng Tại sao trước kia chưa từng nghe nói đến Phương gia thật khó lường Chỉ không biết là phương gia nào Quá mạnh nhập môn lập tức thành đệ tử thân truyền, dù sao ta phục rồi, ngay cả một chiêu của hắn ta cũng không chặn được. Ngọn lửa của hắn đủ để thiêu chết chúng ta, hắn cố ý nương tay. Gần như tất cả mọi người thua tâm phục khẩu phục, chỉ đến sau khi chiến đấu cùng phương vọng mới hiểu sự đáng sợ của linh lực huyền dương. Bọn họ thậm chí cảm giác mình không phải đang đánh nhau với tu sĩ dưỡng khí cảnh, mà là cao thủ tố linh cảnh, cố ly nhìn phương vọng dáng người thẳng tắp, lần đầu cảm thấy mình rất bình thường. Khó trách phụ thân muốn để nàng đến Thái Biên môn, nếu không đến mà vẫn cứ ở trong gia tộc, nàng sẽ thật sự cho rằng mình là thiên tài cử thế vô song. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giống như tiên nhân trên trời hạ phàm. Hắn mặc đạo bào Thái Biên môn, phong độ nhẹ nhàng, hai tóc mai dù đã trắng, lại càng hiện ra khí chất xuất trần, thoạt nhìn khuôn mặt hắn cũng mới ngoài 30 tuổi. Tham Thụy chân nhân quay đầu nhìn lại, cười nói: "Sư đệ chính là hắn dẫn hắn lên đi tiếp theo hắn nhìn về phía phương vọng rồi giới thiệu vị này là trường lão truyền thừa triệu truyền càng đi theo hắn đi nhận phần thưởng của đệ tử thân truyền đi phương vọng vội vàng hành lễ với triệu truyền càng sắc mặt triệu truyền càng lạnh nhạt chỉ khẽ gật đầu hắn bỗng nhiên vung tay áo một luồng gió mát đập vào mặt trực tiếp cuốn đi phương vọng hai người hóa thành một luồng ánh sáng đỏ tan biến giữa dãy núi một màn này khiến tất cả các tu sĩ nhập môn đều toát ra vẻ ao ước, Chu Tuyết thấy thế, thế cong miệng lên, tâm tình cũng vô cùng tốt. Sau này, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân của Thái Biên môn, thậm chí cả tu tiên giới đại tề. Trăm năm sau, không, nhiều nhất là 50 năm, các ngươi sẽ thấy vinh quang vì được cùng thời kỳ với hắn. Tham Thụy chân nhân vuốt râu cười nói, giọng điệu cảm khái rất có vẻ xuân thu. Được rồi, tiếp theo bắt đầu quyết định năm vị đệ tử trì kiếm. Tham Thụy chân nhân chuyển hướng, nhìn về phía chúng tu sĩ, nghiêm túc nói. Phương vọng chân đạp phi kiếm, đứng sau lưng triệu truyền càng. Phi kiếm dưới chân hắn dài chừng ba trượng, lưỡi kiếm lưu động từng sợi ánh bạc, cực kỳ huyễn lệ. Từ chỗ cao quan sát Thái Biên Môn, hắn nhìn thấy ở giữa quần phong có một tòa thành trì to lớn. Từng người từng người đệ tử của Thái Biên Môn ra ra vào vào, các loại pháp khí phi hành, tọa kỵ làm hắn không kịp nhìn. Triệu truyền càng im lặng ít nói, dẫn đến phương vọng cũng không tiện trực tiếp đáp lời, chỉ có thể quan sát phong cảnh dọc đường. Thái uyên môn rất lớn, lớn đến nỗi thành nam khâu tuyệt đối không thể so sánh được. Phương hướng triệu truyền càng tiến về là ngọn núi cao nhất, tới gần rồi mới có thể chân chính cảm nhận được hùng phong vĩ ngạn của nó. Rất nhanh, hai người thao túng kiếm lên núi, hạ xuống trước một tòa cung điện. Phương Vọng dương mắt nhìn lại, tòa cung điện khí thế bàn bạc này tên là Thủy Uyên Điện, trước cửa có hai tòa tượng đá dị thú dáng dấp giữ tận đứng thẳng. Mà sau lưng nó là một bậc thang bạch ngọc dài mấy trăm bậc, cuối cùng là một bình đài bao la phạm vi tầm hai ba dặm, đang có ba tên đệ tử quét dọn. Đi theo ta. Triệu truyền càng mở miệng nói, sau đó dậm chân đi vào trong Thủy Uyên Điện, Phương Vọng theo sát phía sau. Sau khi đi vào Thủy Uyên Điện, phương vọng đánh giá hoàn cảnh trong điện rộng rãi sáng tỏ đây là đầu tiên ấn tượng của hắn nơi này không bày ra binh khí cũng không có vật trang trí hoa hòe sặc sỡ ánh mắt phương vọng bị một bóng lưng ngay phía trước hấp dẫn đó là một ông lão mặc áo bào trắng tóc muối tiêu cuộn lại dưới ngọc quang dáng người hắn không cao lớn lắm nhưng bóng lưng lộ ra khí chất trầm ổn làm người ta yên tâm hai tay thả lỏng sau thắt lưng Phản phất hắn có thể đối mặt hết thảy kiếp nạn trên thế gian. Trưởng môn sư huynh, hắn đến rồi. Triệu truyền càng dừng bước lại mở miệng nói. Nghe xong trưởng môn hai chữ, phương vọng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Trưởng môn xoay người, thuận thế kéo tay áo, mặt mũi của hắn không trông già nua như bóng lưng của hắn, mặc dù cũng không tính là trẻ tuổi, nhưng phù hợp với tướng hạt phát đồng nhan. Phương vọng nhìn thấy ánh mắt của đối phương, vội vàng không lưng ôm quyền hành lễ. Trước đó Chu Tuyết đã từng nói, trưởng môn Thái Viên Môn, quảng cầu tiên tu vi cao thâm. Phóng mắt nhìn khắp trong chính đại giáo phái, bàn về thực lực cá nhân, hắn có thể xếp hạng 5 người đứng đầu, mà lại trong 5 người đứng đầu, ai mạnh hơn, rất khó định đoạt. Biểu hiện của ngươi, ta cũng nhìn ở trong mắt. Không tệ, ta xem trọng ngươi, trở thành đệ tử thân truyền có thể trực tiếp thu hoạch được một pháp khí thượng phẩm, nhưng trước đó, ngươi phải lựa chọn gia nhập một mạch nào quảng cầu tiên nhìn phương vọng cười nói nụ cười của hắn lộ ra vẻ ôn hòa không có chút cảm giác áp bách nào phương vọng hồi đáp ta muốn gia nhập mạch thứ ba đây là mạch chu tuyết đang sớm phân chia xong trên đường tới đây mỗi một con cháu phương phủ đều phải gia nhập mạch hệ khác biệt nghe vậy triệu truyền càng không khỏi liếc nhìn phương vọng một chút ánh mắt kỳ quái quảng cầu tiên không khỏi vuốt râu cười to hắn ấm giọng cười nói phương vọng xem ra ngươi đã có hiểu biết đối với thái Biên môn nhưng ta vẫn nói rõ với ngươi truyền thừa của mạch thứ ba đúng là cao thâm nhất trong chính mạch nhưng tình huống bây giờ của mạch thứ ba rất đặc thù bàn về thực lực tổng hợp xếp hàng thứ tám xếp hạng mạch hệ sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên của một mạch ngươi có thể thận trọng suy tính một chút phương vọng vừa nghe truyền thừa là cao thâm nhất lập tức gật đầu nói ta chọn mạch thứ ba triệu truyền càng khẽ lắc đầu nhưng cũng không mở miệng quản cầu tiên gật đầu đồng ý, sau đó nâng tay phải lên, ba luồng ánh sáng bay ra từ trong tay áo, lơ lửng trên điện, theo thứ tự là một thanh trường kiếm màu xanh, một cây sáo ngọc và một cái quạt xếp. Ba vật này đều là pháp khí thượng phẩm, tương đương nhau, ngươi lại xem hợp mắt thì lựa chọn. Quản cầu tiên giới thiệu sơ lược một câu, sau đó chờ phương vọng lựa chọn. Phương vọng không chút do dự, trực tiếp lựa chọn thanh kiếm kia dù sao hắn am hiểu kiếm pháp nhất, chờ sau này học tuyệt học khác, lại phát triển pháp khí khác vậy. Tu tiên giả muốn đặt chân, cũng không thể chỉ dựa vào một pháp khí. Quảng cầu tiên đưa tay chỉ, thanh trường kiếm màu xanh kia đã rơi vào trong tay phương vọng. Kiếm này toàn thân xanh biếc, như được rèn đúc từ thanh ngọc mà thành, lưỡi kiếm cũng không sắc bén. Hai tay nâng lưỡi kiếm, hắn cảm thấy mát rượi, tâm cũng bình tĩnh lại hắn chú ý tới hai chữ được khắc trên chui kiếm thanh quân trước khi tố linh không nên tùy tiện sử dụng pháp khí này sẽ dễ dàng bị phản vệ quảng cầu tiên nhắc nhở một câu triệu truyền càng xoay người nói đi thôi ta dẫn ngươi đi lĩnh phần thưởng của đệ tử thân truyền phương vọng vội vàng thu kiếm hành lễ với quảng cầu tiên trước rồi đuổi theo bước chân triệu truyền càng nhìn bóng lưng phương vọng nụ cười của quảng cầu tiên cũng chưa từng biến mất đợi hai người rời đi thủy uyên điện hắn tự lẩm bẩm lại ra một vị thiên tài xem ra thái uyên môn sắc cuộc khởi rồi đáng tiếc hắn nhập môn muộn không đuổi kịp phúc duyên tiếp theo sau khi rời khỏi thủy uyên điện được triệu truyền càng dẫn đi phương vọng đi sự vụ đường của chủ phong nhận lấy ngọc bội của đệ tử thân truyền lại đi pháp khí đường nhận lấy túi trữ vật phi kiếm một trăm lá bùa và mười viên linh thạch thế này vẫn chưa xong bọn họ lại đi đang dược đường, nhận 10 bình linh khí đan. Triệu truyền càng còn giới thiệu về tình huống của mạch thứ ba, tổng số đệ tử của mạch thứ ba vượt qua 2.000, đây là bao gồm cả đệ tử ngoại môn. Trước mắt mạch thứ ba có 4 vị đệ tử thân truyền, thêm phương vọng nữa là 5 vị. Trên đệ tử thân truyền phía chính là đại đệ tử thiện mạch, lại hướng lên nữa, thì là đại đệ tử của Thái Biên Môn. Đại đệ tử thiện mạch có tư cách kế thừa vị trí phong chủ một mạch, mà đại đệ tử thái viên môn đó chính là vị trưởng môn kế tiếp, Phương vọng cũng không cảm thấy hứng thú với việc tăng lên thân phận, địa vị, hắn hỏi thăm truyền thừa cao thâm nhất của mạch thứ ba là gì. Triệu Truyền càng nhìn hắn thật sâu, hồi đáp, Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận, kiếm trận này được cho trận pháp mạnh nhất của Thái Viên môn, nhưng thi triển một mình cũng là pháp thuật mạnh nhất, có uy năng cái thế bình định thiên hạ, nhưng bây giờ không người có thể luyện thành Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận phương vọng yên lặng ghi nhớ sau đó triệu truyền càng dẫn theo hắn bay tới trên ngọn núi của mạch thứ ba khắp núi đều là bóng dáng đệ tử đã tọa tu hành trên núi còn có rất nhiều cửa đá không biết bên trong là gì được triệu truyền càng dẫn đi phương vọng hạ xuống một chỗ đất trống nơi này tụ tập mấy trăm tên đệ tử đang tu hành một loại kiếm pháp nào đó ngay phía trước đất trống một loạt đệ tử khí vũ hiên ngang đang xem kỹ những đệ tử tu hành kia khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng triệu truyền càng, lập tức xoay người, cùng nhau hành lễ với hắn. Lý Ngu, vị này là sư đệ của ngươi, phương vọng, hôm nay hắn nhập môn, đã được trưởng môn công nhận, ngươi dẫn hắn vào ở động phủ. Triệu truyền càng nói với một nam tử dẫn đầu. Nói xong, hắn đã ngự kiếm rời đi, để lại phương vọng. Lý Ngu, đại đệ tử của mạch thứ ba, nhìn như trẻ tuổi, thực ra đã hơn 200 tuổi nghe thấy triệu truyền càng nói mắt lý ngu sáng lên đệ tử khác phía sau hắn cũng bắt đầu kích động ào ào vây tới đệ tử thân truyền xem ra ngươi là người mạnh nhất trong một nhóm đệ tử mới này tiểu tử được lắm có ánh mắt lựa chọn mạch thứ ba tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận ha 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 rốt cục có thiên tài khó lường gia nhập mạch thứ ba rồi phương vọng sư huynh sau này có dặn dò gì cứ tìm ta bất cứ lúc nào ta là đệ tử phân mạch ta tên chu bác trong thái biên môn đệ tử cấp bậc cao hơn chính là sư huynh chỉ có đồng cấp mới bàn về tư lịch phương vọng cũng không sĩ diện khách sáo với từng người trong bọn họ sau một hồi giày vò lý ngu dẫn theo phương vọng đến chọn lựa động phủ trên đường đi lý ngu rất nhiệt tình giới thiệu về mạch thứ ba cho phương vọng phong chủ của mạch thứ ba tên là dương nguyên tử ngoài chủ đạo sự vụ của một mạch phong chủ cũng sẽ thu đệ tử thân truyền làm đồ đệ. Lý Ngu cực kỳ thổi phồng Dương Nguyên Tử, như thế Dương Nguyên Tử là phong chủ mạnh nhất. Ước chừng nửa canh giờ sau, Phương Vọng mới chọn được động phủ của mình. Thì ra cửa đá trên núi chính là động phủ, giữa động phủ cũng có chênh lệch về phẩm giai. Thân là đệ tử thân truyền, hắn được hưởng thụ một trong những động phủ tốt nhất. Sau khi Lý Ngu cáo từ rời đi, Phương Vọng vào động phủ sau này hắn sẽ dùng lệnh bài thân phận của mình ra vào động phủ này động phủ vô chủ chỉ cần nhấn lệnh bài đệ tử lên trên cửa một cái là có thể nhận chủ đương nhiên nhận chủ ở đây cũng không phải là không thể phá phong chủ có thể cưỡng ép thu hồi động phủ hết thảy trước mắt khiến mắt phương vọng sáng lên nhìn từ bên ngoài còn tưởng rằng động phủ rất nhỏ không ngờ tới bên trong có động thiên khác lớn chừng nửa cái sân bóng chỗ sâu nhất lại còn có một mảnh hồ nhỏ trong động phủ phun trào linh khí nồng nặc hắn chỉ hít một hơi đã thấy thần thanh khí sản trong động phủ có bàn đá băng ghế đá cũng có một cái giường lớn bạch ngọc hắn đơn giản đi dạo một lần rồi ngồi tĩnh tọa trên giường lớn bạch ngọc nạp khí tu luyện hôm nay tiêu hao quá nhiều linh lực nhất định phải bù lại dựa theo lời lý ngu nói năm ngày sau dương nguyên tử mới có thể xuất quan gặp hắn đệ tử thân truyền trong thái biên môn rất tự do Ngày bình thường không có bất cứ việc gì cả, cho dù không làm việc, cũng có thể đúng hạn đạt được tài nguyên tu hành của Thái biên môn. Vừa nạp khí tu luyện, Phương Vọng vừa giấu tâm tư trong lòng. Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận, nhất định phải đoạt tới tay, thời gian trôi qua năm ngày, Phương Vọng cũng không hề rời đi động phủ của mình. Mặc dù bái nhập Thái biên môn rất hưng phấn, nhưng hắn cũng không có ý nghĩ ra ngoài kết giao đệ tử, vì hắn biết rõ địa vị của mình ở thái uyên môn quyết định bởi tu vi của mình chỉ cần hắn giữ vững tên tuổi thiên tài thì tất cả người bên cạnh đều là người tốt một khi hắn trì hoãn tu hành chuyện phiền toái tự nhiên sẽ theo nhau mà đến vào giữa trưa một ngày này phương vọng cảm nhận được điều gì mở to mắt cầm lấy lệnh bài bên hông bên trong truyền ra một âm thanh phương vọng đến thanh tâm điện gặp ta đây là một giọng nam tang thương nhưng nghe đến thanh tâm điện nét mặt phương vọng liền chấn động. Hắn lập tức đứng dậy, nghỉ ngợi, treo túi trữ vật trên đai lưng, lấy thêm phi kiếm chu tuyết cho, hắn bước nhanh đi ra động phủ, sau đó ngự kiếm trời đi. Thanh tâm điện chính là cung điện của phong chủ, nói cách khác, người vừa rồi chính là sư phụ tương lai của hắn, Dương Nguyên Tử. Đối với việc tiếp theo có thể học được gì, hắn rất chờ mong. Thanh tâm điện ở trên đỉnh sơn phong của mạch thứ ba, trước đó đại đệ tử Lý Ngu đã từng chỉ cho. Một đường lên cao, Phương Vọng rất nhanh đã đi tới trước thanh tâm điện, nơi này không có đệ tử trấn giữ, cung điện xung quanh tất cả đều là cao lớn cây cối, giống như dựng đứng từng thanh từng thanh cự kiếm. Phương Vọng đứng tại trước đại môn, chậm rãi đẩy cửa, bước vào trong đó. Thanh tâm điện không lớn lắm, hoặc nhìn như là một gian đạo quán phổ thông, Phương Vọng đi đến sau lưng một bóng người, không lưng hành lễ, nói, đệ tử phương vọng, bái kiến sư phụ. Dương Nguyên Tử đưa lưng về phía hắn, ngồi tĩnh tọa trước một bức tượng đá, bức tượng đá này đúng là một nữ tử, dáng người thước tha, khuôn mặt nó không khắc ấn ngũ quan, trái lại còn lộ ra vẻ trang nghiêm thần bí. Nghe vậy, Dương Nguyên Tử đứng dậy, xoay người nhìn về phía hắn. Phương Vọng lúc này mới thấy rõ hình dáng của Dương Nguyên Tử, tóc trắng đen xen kẽ, tùy ý rối tung, mặc một bộ đạo bào màu đen ánh mắt của hắn chết lặng giống như giếng cạn râu ria bên miệng có vẻ lôi thôi hoàn toàn khác biệt với dương nguyên tử trong dự đoán của phương vọng dương nguyên tử mở miệng nói vì sao lựa chọn mạch thứ ba phương vọng đã sớm nghĩ kỹ cách nói hắn hồi đáp vì truyền thừa cao thâm nhất cửu thiên thương lôi kiếm trận quả nhiên ngươi đến từ gia tộc nào đệ tử đến từ phương gia thành nam khâu chưa từng nghe nói được rồi cũng không có hứng thú, nếu ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, sau này sẽ là đồ đệ của ta, xếp hạng thứ năm, phía trước có bốn vị sư huynh, sư tỷ, sau này chậm rãi quen biết đi. Ngươi đã là dưỡng khí cảnh tầng 7, có gì muốn học không? Dương Nguyên Tử bình tĩnh nói, hắn dường như không có chút hứng thú nào với vị thiên tài phương vọng này. Lúc này phương vọng mới ý thức được vì sao trưởng môn quản cầu tiên muốn khuyên hắn nhập mạch thứ nhất, xem ra vấn đề của mạch thứ ba xuất hiện trên người dương nguyên tử phương vọng cũng không khách sáo nói sư phụ có thể dạy ta dùng túi trữ vật thế nào không nghe vậy đồng tử dương nguyên tử hơi co lại hắn không nhịn được hỏi ngươi không biết dùng túi trữ vật ư người trong nhà không dạy ngươi à trong nhà không hiểu tu tiên chỉ có một vị tộc nhân được tu tiên giả chỉ điểm ta theo nàng cùng đến thái uyên môn ngươi tu hành bao lâu rồi không đến một năm. Không đến một năm đã có thể có tu vi dưỡng khí cảnh tầng 7. Dương Nguyên Tử không khỏi dò xét phương vọng một lần nữa, mắt hắn hiếp lại, nói, không tệ, muốn mở ra túi trữ vật, ngươi cần bồi dưỡng được thần thức. Thấy phương vọng còn muốn tiếp tục hỏi, Dương Nguyên Tử đưa tay, đưa cho phương vọng một bản bí tịch, nói, đây là tổng cương tu hành của Thái Biên Môn, bên trên này ghi chép các loại pháp môn cơ sở tu hành, ngươi trở về xem một chút đi phương vọng vội vàng bái tạ sư phụ thật sự không biết dương nguyên tử rất cạn lời quyển sách này được thái biên môn chuẩn bị cho đệ tử ngoại môn dẫn bọn họ nhập đạo tu tiên từ sau khi trở thành phong chủ hắn gần như không lấy ra quyển sách này quyển sách này có lẽ là hắn đoạt được khi mới vào thái biên môn lúc trước để lại làm kỷ niệm phương vọng bỏ bí tịch vào trong lòng sau đó hỏi sư phụ có thể truyền cho ta cửu thiên thương lôi kiếm trận hay không ta muốn thử xem Dương Nguyên tử hừ một tiếng, tức giận nói, ở Thái Biên Môn, không phải ngươi muốn học cái gì là có thể học cái đó. Cho dù tư chất, ngộ tính của ngươi có cao hơn nữa, ngươi phải làm ra cống hiến. Lúc nhập môn, Thái Biên Môn không tra lai lịch của ngươi, một là không thèm để ý, hai là nhập môn ngươi cần phải làm cống hiến để chứng minh chính mình. Ngươi thân là đệ tử thân truyền, có thể tiến về đạo Pháp các lựa chọn ba bộ bí tịch thượng thừa nhưng cửu thiên thương lôi kiếm trận chính là truyền thừa trấn sơn của một mạch, người muốn học, thì phải trở thành đại đệ tử trước đã. Phương Vọng vội vàng truy hỏi, làm thế nào mới có thể trở thành đại đệ tử? Dương Nguyên Tử không bực bội, trái lại rất hứng thú nói, muốn trở thành đại đệ tử, đầu tiên phải đạt tới linh đan cảnh, còn phải lập công lao hiển hách, trong 50 năm, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Phương Vọng nghe xong, đột nhiên thất vọng. Dương Nguyên Tử chuyển chủ đề, nói, nhưng ngươi là người đầu tiên vừa nhập môn đã thành đệ tử thân truyền của Thái Biên môn từ trước tới nay, mặc dù trước kia không phá lệ thu đệ tử như vậy, nhưng cũng có thể ghi vào sử sách của Thái Biên môn. Hắn nâng tay phải lên, một ngọc giản màu xanh xuất hiện trong tay của hắn. Kiếm pháp này tên là Kinh Hồng Thần kiếm quyết, là do ta tư nhân nắm giữ. Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận là truyền thừa của Thái Biên môn, ta không cách nào tự tiện cho ngươi, nhưng Kinh Hồng Thần kiếm quyết thì khác nó do ta xông xáo tu tiên giới đoạt được. Sau khi trở về và luyện được thần thức, ngươi có thể dùng thần thức đọc được nội dung bên trong ngọc giảng. Dương Nguyên tử tươi cười, nhưng hắn cười trông còn khó coi hơn khóc, hơi đáng sợ. Phương Vọng tiếp nhận ngọc giảng, hắn cố nén hưng phấn, hỏi, sư phụ, kiếm quyết này mạnh sao? Dương Nguyên tử nâng cầm, ngạo nghễ nói, vi sư bằng vào kiếm quyết này, đoạt được vị trí phong chủ của mạch thứ ba, ngươi nói nó mạnh hay không mạnh. Kiếm quyết này, vi sư chỉ luyện đến 27 kiếm, là có thể quét ngang cùng cảnh giới, nếu trong vòng 10 năm, ngươi có thể tu luyện được chút thành tựu, vậy đã coi như là ngộ tính cực tốt. Đa tạ sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Tu luyện tới dưỡng khí cảnh tầng chính trước đi, ngươi là đệ tử thân truyền, có thể tự do tu luyện, đợi đến khi thành tựu tối linh cảnh, lại tu luyện kinh hồng thần kiếm quyết cũng không muộn. Vâng. Sau đó Dương Nguyên Tử lại dặn dò môn quy của Thái Uyên Môn, chủ yếu là những việc như đồng môn không được giết lẫn nhau, không được tổn thương phàm phu vô tội, không được cấu kết với ma đạo. Vân vân. Dặn dò xong rồi, Dương Nguyên Tử bèn để Phương Vọng rời đi. Phương Vọng cũng không lập tức tiến về đạo Pháp các chọn lựa công Pháp, hắn cảm thấy tạm thời không vội, chỉ riêng Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết đã cần hắn tốn thời gian đi tu luyện nhìn như chỉ mất thời gian trong nháy mắt đã vượt qua nhưng đối với hắn là thật sự sống nhiều năm như vậy nhốt một người vào trong một gian phòng dưới tình huống chỉ cam đoan ăn uống không cung cấp bất cứ phương thức giải trí nào ở một tháng đã có thể làm cho người ta nổi điên cho dù phương vọng vì mạnh lên ở thiên cung một hai trăm năm cũng rất đau khổ một khi tiến vào thiên cung không tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn là không cách nào rời đi nhưng hắn mơ hồ phát hiện một ưu điểm khác của thiên cung, đó chính là bất cứ công pháp, tuyệt học nào chắc chắn đều có thể tu luyện tới đại viên mãn. Điểm này rất ngang ngược, mặt khác, từ sau khi mở ra thiên cung, phương vọng đã có năng lực gặp qua là không quên được. Một đường trở lại trong động phủ, đầu tiên, phương vọng lấy ra tổng cương tu hành, tu luyện ra thần thức dựa theo ghi chép trên đó. Đối với hắn ở dưỡng khí cảnh tầng 7, đây không coi là gì, hắn chỉ cần một canh giờ đã làm được tổng cương tu hành còn ghi chép về cảnh giới tu hành từ thấp đến cao là dưỡng khí tố linh linh đan huyền tâm ngưng thần trên ngưng thần còn có cảnh giới khác trong sách nhắc đến mong đệ tử một ngày kia có thể chạm đến cảnh giới càng cao hơn tố linh cảnh là một tầng cảnh giới quyết định vận mệnh của người tu hành phẩm giai của bảo linh bản mệnh mình tạo nên sẽ trực tiếp quyết định tư chất và ngộ tính của người tu hành đương nhiên đây cũng không phải tuyệt đối, trên con đường tu hành, luôn có người nghịch thiên vang dội cổ kim. Phương Vọng buông xuống tổng cương tu hành, bắt đầu tu luyện. Hắn chuẩn bị chồng tu vi lên đến dưỡng khí cảnh tầng 9 trước rồi lại nói. Hiện giờ hắn đã tích cốc, không cần ăn, có thể yên tâm tu luyện. Vừa nhắm mắt lại, hắn phản phất tiến vào trạng thái tu hành của thiên cung. Nửa tháng sau, Phương Vọng đạt tới dưỡng khí cảnh tầng 8 chênh lệch giữa tầng 7 và tầng 8 quả nhiên lớn như Chu Tuyết nói vậy, lúc trước hắn có thể thắng, chỉ vì Huyền Dương thần kinh càng mạnh hơn công pháp của những tu sĩ kia thôi. Hắn tiếp tục tu luyện. Gần 4 tháng thời gian trôi qua, Phương Vọng rốt cục một hơi đạt tới dưỡng khí cảnh tầng 9. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn ngưng tụ ra Huyền Dương chân hỏa một lần nữa, chính viên mặt trời nhỏ lơ lửng sau ót hắn, chiếu sáng động phủ cảm thụ được linh lực mênh mông trong thân thể hắn chợt có cảm giác như khi đạt tới cảnh giới võ lâm thần thoại lúc trước từng cảm giác vô địch đương nhiên loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt hắn biết mình vẫn cứ là tầng dưới chót ở tu tiên giới vẫn cần cố gắng phương vọng cầm lấy ngọc giảng dương nguyên tử đưa cho dùng thần thức thăm dò vào trong đó lượng lớn văn tự tràn vào trong óc của hắn đợi sau khi hắn chải vuốt xong ý thức hoảng hốt khi mở mắt ra một lần nữa, đã đi tới trong thiên cung. Hắn đứng trong đại điện của thiên cung, bắt đầu tu hành kinh hồng thần kiếm quyết. Kinh hồng thần kiếm quyết có tất cả 36 kiếm, trong tay không cần có kiếm, kiếm quyết này ngưng tụ ra hình kiếm, giống như một pháp khí, tùy tâm mà thay đổi. Dương Nguyên tử tự xưng luyện đến kiếm thứ 27, điều này khiến phương vọng sinh ra chờ mong cực lớn đối với kiếm thứ 36. Nhưng mà, chỉ là kiếm thứ nhất, hắn đã luyện 5 năm. Kinh hồng thần kiếm quyết rất khó tu luyện, không chỉ đơn giản là ngưng tụ linh lực thành hình kiếm, mà còn phải rót vào thần thức, để hình kiếm trở thành tầm mắt của tự thân, chuyện này cũng khảo nghiệm thần thức. Dù có khó luyện hơn nữa, chỉ cần đi vào thiên cung là chắc chắn có thể luyện thành, cùng lắm thì chịu đựng thêm một chút thời gian, phương vọng tiếp tục tu luyện kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai cũng tiêu tốn 5 năm, mãi cho đến kiếm thứ sáu, thời gian tu hành rút ngắn đến 2 năm, Phương Vọng vốn tưởng rằng mình sắp thành công, nhưng khi một mực tu luyện tới kiếm thứ 18, mỗi một kiếm lại cần thời gian 10 năm trở lên, suýt nữa làm hắn sụp đổ. Ai có thể rèn luyện, học tập ngày qua ngày trên trăm năm, nửa đường không có bất cứ phương thức hưu nhàn nào. Phương Vọng từng thử sáng tạo ra máy tính kiếp trước trong thiên cung, nhưng chỉ là một cái vỏ bọc, về chuyện sáng tạo ra một người, thì càng không thể nào. Cứ như vậy, Đợi đến khi Phương Vọng rốt cục luyện thành 36 kiếm, chỉ thấy quanh thân hắn lơ lửng 36 hình kiếm, tất cả đều có hình dáng thanh quân kiếm, trông vô cùng hoa lệ, nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ chết lặng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Theo câu nói này vừa dứt, ý thức của Phương Vọng trở lại hiện thực. Tu luyện kinh Hồng Thần kiếm quyết, vậy mà cũng tốn thời gian 200 năm, tê dại rồi, Phương Vọng lập tức đứng dậy, đi ra động phủ. Hắn phải đi xem phong cảnh phía ngoài, nếu không thì hắn sắp điên rồi. Ầm. Uhm. Cửa lớn động phủ mở ra, ánh nắng rơi trên người Phương Vọng, làm hắn giờ khắc này mới có cảm giác đang sống. Hắn đi đến bên vách núi, thưởng thức phong cảnh tráng lệ của quần phong thái biên môn. Cứ đứng ở chỗ này xem nửa canh giờ, hắn lại trở về tiếp tục tu luyện. Nhìn bóng dáng những đệ tử lui tới kia, Phương Vọng mới có loại cảm giác chân thực. Phương Vọng lâu rồi không gặp ngươi tối linh rồi sao một đạo giọng nữ truyền đến phương vọng quay đầu nhìn lại chính là vị cố ly đến từ cố gia lạc bắc kia động phủ cố ly lại ở ngay bên cạnh hắn điều này khiến hắn âm thầm kỳ quái nơi này chính là động phủ của đệ tử thân truyền còn chưa không ngờ tới động phủ của cố cô nương lại ở ngay bên cạnh động phủ của ta phương vọng nhìn cố ly đứng ở cửa động phủ cười trả lời dưới ánh mặt trời Cố Ly đã đổi sang đạo bào thái biên môn, không đeo khăn che mặt, có vẻ động lòng người vô cùng, giống như tiên tử nhân gian. Trong động phủ của Phương Vọng có một bộ đạo bào đệ tử thân truyền, hoặc nhìn cũng tương tự đạo bào trên người Cố Ly. Hẳn là Cố Ly cũng trở thành đệ tử thân truyền, Cố Ly nhìn chầm chầm Phương Vọng, nói khẽ, ta cố ý chọn ở bên cạnh ngươi, ta đã tố linh thành công rồi, cũng trở thành đệ tử thân truyền, sau này ngươi chính là sư huynh của ta đệ tử thân truyền, nhanh như vậy sao, phương vọng thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn điềm tĩnh như cũ. Thấy hắn thờ ơ, bàn tay trắng nõn trong tay áo của cố ly hơi nắm chặt, nàng cố gắng ổn định cảm xúc, khuyên bảo mình không nên nôn nóng. Sư phụ nói với ta lúc ngươi nhập môn, chỉ có tu vi dưỡng khí cảnh tầng 7, bây giờ mới trôi qua mấy tháng, ngươi cũng đã đạt tới dưỡng khí cảnh tầng 9 rồi, xem ra chẳng mấy chốc ngươi sẽ tố linh. Trước khi tố linh, ngươi có thể so đấu với ta nữa một phen không? Cố Ly nói xong lời cuối cùng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Phương Vọng hoài nghi nhìn về phía nàng. Tố Linh cảnh đánh dưỡng khí cảnh, được lắm, không biết xấu hổ như vậy. Phương Vọng đang muốn từ chối, đã nghe Cố Ly tiếp tục nói, ta sẽ không vận dụng bảo linh bản mệnh của ta, chỉ là vừa lúc ngũ thánh kiếm pháp của ta có đột phá, muốn luận bàn với ngươi. Yên tâm, chúng ta tìm chỗ không người luận bàn, sẽ không lan truyền ra ngoài. Lúc đầu Phương Vọng ngại phiền phức, nhưng bây giờ chợt muốn kiến thức sự mạnh mẽ của Tố Linh cảnh một chút, trong Thái biên môn, không đến mức xuất hiện sát cơ. Đi chỗ nào? Phương Vọng hỏi. Cố Ly vui mừng nhướng lông mày, nói, cứ đi vào trong rừng cây dưới núi đi, luận bàn đấu pháp là chuyện thường xảy ra, chỉ cần không đánh ra thù hận, Thái biên môn cũng sẽ không cấm. Ngươi và ta không sử dụng pháp khí, dùng kiếm gỗ để luận bàn phương vọng rất muốn nói kiếm gỗ và pháp kiếm đều có thể giết người nhưng hắn cũng không muốn nói nhảm vừa lúc có thể thử kinh hồng thần kiếm quyết một chút đi thôi đi rừng cây được hai người lập tức đi xuống chân núi do cố ly dẫn đường bọn họ không ngự kiếm phi hành nhìn lại từ trên cao hai người sóng vai đi trên đường núi giống như thần tiên quyến lữ trên đường cố ly nói chuyện phiếm cùng phương vọng nghe nói sau khi phương vọng nhập môn vẫn luôn đang tu luyện, nàng bèn kể đến chuyện lý thú phát sinh gần đây trong Thái Biên môn. Phương Vọng vừa trải qua 200 năm hắc ám, cũng cảm thấy rất hứng thú với những chuyện lý thú này, cho nên cứ nghe nàng nói tiếp, thỉnh thoảng còn hỏi xen vào. "Đúng rồi, Chu Tuyết là tộc nhân của ngươi sao?" Cố Ly đột nhiên hỏi. Phương Vọng gật đầu nói, "Không sai, nàng thế nào rồi?" Hắn cũng không lo lắng Chu Tuyết sẽ gặp phải phiền phức, vị này chính là người sống lại không đi gây chuyện với người khác đã không tệ rồi nàng thông qua khảo hạch huyễn cảnh của tông môn đạt được truyền thừa của trưởng môn đời trước danh tiếng vang xa đợi đến sau khi nàng tố linh cho dù tư chất bảo linh bình thường cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền cố ly cảm khái nói khảo hạch huyễn cảnh phương vọng đang nghe truyện trên tv audio cv chưa từng nghe chu tuyết đề cập đến nhưng chu tuyết có thể giành được cơ duyên như vậy cũng hợp tình hợp lý sống lại chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng trong đầu chu tuyết ghi lại quá nhiều cơ duyên nàng tất nhiên có thể lựa chọn ra một con đường mạnh hơn kiếp trước từ khi tiến vào thái biên môn liên hệ của hai người cũng đứt mất nhưng phương vọng nhớ kỹ mạch hệ nàng chọn cho mình mạch thứ nhất cứ như vậy phương vọng và cố ly vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía mảnh rừng cây kia thời gian trôi qua một nén nhang hai người tiến vào rừng cây cây cối bên trong thưa thớt thuận tiện cho việc giao đấu mà lá cây phía trên lại dày đặc che đậy bầu trời có thể giấu giếm đệ tử đi ngang qua thăm dò phương vọng và cố ly đứng cách xa nhau ba trượng hắn nâng tay phải lên nói tới đi lần này ta không dùng ngự kiếm thuật ngự kiếm thuật nghe thấy ba chữ này gương mặt cố ly trở nên mất tự nhiên thì ra chiêu thức đánh bại nàng lúc trước thật sự là ngự kiếm thuật bị kiếm pháp cao thâm đánh bại nàng có thể tiếp nhận bị ngự kiếm thuật đánh bại. Hơn nữa, đối phương khi đó chỉ có dưỡng khí cảnh tầng 7, Cố Ly hít sâu một hơi, lập tức lấy ra hai thanh kiếm gỗ, một thanh ném cho Phương Vọng, một thanh cầm ngược trong tay phải. Phương Vọng tiếp nhận kiếm gỗ, dò xét một phen, vốn muốn tự tuyệt dùng kiếm, nhưng lại sợ vũ nhục đến đối phương. Hắn nghĩ thầm được rồi, có lẽ giả vờ một chút đi. Mạch suy nghĩ như thế không tệ. Hắn vẫn luôn giả làm kiếm khách trên thực tế hắn không cần kiếm đã có thể thi triển kinh hồng thần kiếm quyết, sau này không chừng có thể cứu mạng vào lúc mấu chốt. Phương Vọng nắm kiếm gỗ, nhất kiếm chỉ hướng cố ly, hai ngón bên tay trái của hắn nhô ra, vạch một phát trên lưỡi kiếm gỗ, ba luồng kiếm khí thuận theo kiếm gỗ tràn ra, cấp tốc ngưng tụ ra ba hình kiếm lơ lửng trước người. Cố ly thấy một cảnh này nhíu mày, âm thầm kinh hãi, đây là kiếm pháp gì vậy, cố ly hít sâu một hơi, lúc này thi triển tuyệt học của gia tộc ngũ thánh kiếm pháp. Nàng nhanh chóng huy kiếm, kiếm chiêu sắc bén, dáng người nhanh đến mức sinh ra tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, như có năm người đồng thời vung kiếm, mắt trần có thể thấy kiếm khí ngang ngược như cuồng phong mưa rào càng quét về hướng phương vọng. Cây có dọc đường bị cắt ra vết mảnh lít nha lít nhíp, cực kỳ sắc bén. Phương vọng cầm kiếm tay phải, cổ tay xoay tròn, chợt sông mạnh về phía trước, ba hình kiếm bỗng nhiên hóa thành ba luồng hàng mang màu xanh đánh tới. ầm, uhm, hai luồng kiếm khí tấn công nhau. Ngũ thánh kiếm khí nhìn như cường thế trực tiếp bị ba luồng sáng xanh xé nát, tóc dài của cố ly bị thổi loạn, nàng vô ý thức trừng lớn đôi mắt đẹp. Giờ khắc này, nàng có lại cảm thụ kinh dị như lúc tranh đoạt đệ tử thân truyền trước đó. Cũng may ba luồng sáng xanh vừa dết tới trước mặt nàng đã tiêu tán, nhưng dù cho như thế, ánh kiếm mạnh mẽ kia cũng làm nàng hải hùng khiếp vía. Phương vọng thu kiếm, âm thầm cảm khái, may mắn kinh hồng thần kiếm quyết của ta đã đại viên mãn, nếu không vừa rồi thật sự không dễ thu kiếm. Rừng cây xung quanh lay động kịch liệt, lá rụng ào ào, giống như trời mưa, tắm trong trận mưa lá này, cả người cố ly lâm vào hoảng hốt. Phương vọng lo lắng nàng nhắc lại yêu cầu, thế là mở miệng nói, cố cô nương, kiếm pháp của ngươi rất mạnh, là kiếm tu mạnh nhất ta từng giao đấu, sau này lại so đấu nữa đi ta phải trở về tu luyện dứt lời hắn thả người nhảy lên chân đạp kiếm gỗ rời đi tấp tốc bay ra khỏi rừng cây cùng lúc đó một nam đệ tử bay tới hắn chú ý tới dị động ở rừng cây phía dưới đang muốn đi xem một chút kết quả nhìn thấy phương vọng ngự kiếm bay ra hắn đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng đến gần phương sư huynh khó gặp nam đệ tử cản phương vọng lại nhiệt tình nói phương vọng cảm thấy hắn trông khá quen mắt khách sáo nói trước đó ta đang bế quan tu luyện hôm nay mới ra ngoài đi dạo phương sư huynh còn nhớ ta không ta là chu bác nhớ kỹ nhớ kỹ trong rừng cây cố ly hít sâu một hơi đã không phải là lần đầu tiêu tan tác đã kích nàng chịu cũng không nhiều như trước đó huống chi nàng còn được phương vọng công nhận chờ chút tiểu tử kia mới tu hành không đến một năm, có thể gặp được mấy vị kiếm tu, cố ly nhớ tới lời cảm thán của sư phụ Dương Nguyên Tử, sắc mặt của nàng lập tức khó coi, trong lòng không có phẫn quốc, chỉ có vô tận mê mang. Nàng hít sâu một hơi, sau đó ngự kiếm phi hành rời đi. Phương vọng vội vàng qua loa xong chu bác rồi rời đi. Đang lúc chu bác thầm cảm khái trong lòng phương sư huynh thật là tu sĩ khổ tu, hắn lại nhìn thấy cố ly bay ra từ trong rừng cây gặp phải xung kích đến từ kinh hồng thần kiếm quyết tóc của cố ly hơi có vẻ lộn xộn chu bác thấy mà kinh ngạc không thôi cố ly trực tiếp không phản ứng hắn tấp tốc bay lên trên núi chu bác thu hồi ánh mắt đứng trên phi kiếm thấp giọng cảm khái nói phương sư huynh thật sự là rất hăng hái sau khi hạ xuống phương vọng dựng kiếm gỗ tựa ở trước cửa động phủ của cố ly sau đó nhanh chóng về động phủ của mình liên tiếp đã kích đến thiên chi kiêu nữ hắn sợ hãi phiền phức không ngừng nhưng cũng hết cách rồi là cố ly tìm tới cửa ngồi tĩnh tọa trên giường lớn bạch ngọc phương vọng xem chiến đấu lúc trước cảm thấy tố linh cảnh chẳng có gì ghê gớm ít nhất chênh lệch với hắn không lớn khả năng đối với tố linh cảnh bảo linh bản mệnh tăng thêm rất nhiều cho sức chiến đấu phương vọng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục nạp khí tu luyện đạt tới dưỡng khí cảnh tầng 9 không phải là có thể trực tiếp đánh vào tố linh cảnh Dưỡng khí cảnh tầng chín và tối linh cảnh cách một tầng cảnh giới không tên, trong võ đạo cũng có, có người xưng nó là thời cơ, có người gọi nó là viên mãn. Tóm lại, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đạt tới tối linh cảnh. Ngoài động phủ, Cố Ly nhìn kiếm gỗ tựa ở cửa động phủ, khẽ cắn môi, cầm lấy kiếm gỗ, sau đó trở về động phủ của mình. Thoáng chớp mắt. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Linh lực của Phương Vọng đã gấp bội từ nơi sâu xa hắn mơ hồ cảm thấy dấu hiệu đột phá nhưng hắn phát hiện tu vi của mình còn có thể tăng thêm thế là hắn tiếp tục tu luyện hắn muốn đợi đến khi tu vi của mình không cách nào tăng trưởng nữa rồi lại đi đột phá một ngày này ngoài động phủ truyền đến một âm thanh phương vọng có ở đây sao phương vọng nghe xong lập tức đứng dậy tiến đến hắn tới trước cửa mở nó ra theo ánh nắng chiếu vào hắn nhìn thấy một gương mặt đã lâu không thấy Chu Tuyết, mấy tháng không gặp, Chu Tuyết người mặc áo bào đệ tử của Thái Viên Môn trông càng xinh đẹp hơn. Khí phách giữa hai đầu lông mày của nàng, Cố Ly không có được, nàng là hăng hái, phong mang tất lộ, mà Cố Ly chỉ có tướng mạo thanh lãnh thôi. Chu Tuyết trực tiếp đạp bước vào động phủ, đi qua trước mặt Phương Vọng, đồng thời khoát tay nói, đóng cửa đi. Phương Vọng lập tức đóng lại cửa động phủ, sau đó đi theo bước chân Chu Tuyết. Sao ngươi lại tới đây rồi, Phương Vọng kinh ngạc hỏi. Chu Tuyết khẽ nói, tiểu tử ngươi một mực bế quan, muốn cắt đứt liên hệ với phương gia sao? Đệ tử phương gia khác đã gặp mặt, thành lập liên hệ với nhau, duy chỉ có ngươi vẫn luôn không đi ra khỏi mạch thứ ba, ta không thể không đến tìm ngươi. Phương Vọng giải thích, ta chỉ muốn sớm ngày đạt tới tối linh cảnh. Dưỡng khí cảnh tầng chính, cũng được lắm, xem ra không chậm trễ tu hành. Ngược lại Ta còn sợ cô nương cố gia kia dây dưa ngươi, ngươi lại không kìm nén được trái tim thiếu niên sao động, sa vào trong đó. Chu Tuyết vừa nói, vừa tới trước bàn đá ngồi xuống. Phương Vọng bất đắc dĩ nói, làm sao có thể, ta chính là thập tam công tử của phương gia, nếu dễ dàng động tâm như vậy, những nhà đầu xinh đẹp trong phủ, rồi những thiên kim tiểu thư trong thành kia, đã sớm bị ta chấm mút rồi. Chu Tuyết khẽ nói, chỉ hy vọng như thế, hôm nay đến đây để từ biệt ngươi, ta chuẩn bị rời đi, đoán chừng không đến 3 năm năm là không về được. Lâu như vậy. Đi làm gì? Phương Vọng ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, thầm tính toán làm thế nào vớt thêm chút tuyệt học trong lòng. Chu Tuyết nhìn về phía hắn, nói, đi đoạt một đại cơ duyên, thuận tiện điều tra phần hồn phiên trong tay ta, việc này không giải quyết sạch sẽ, trong lòng ta không yên tâm. Mang theo ta không? Tư chất của ngươi tốt như vậy, thì cứ yên tâm tu luyện đi. Thiên tài giống như ngươi là phải bình tĩnh tu luyện. Ta đã từng thấy quá nhiều thiên tài có tư chất tuyệt thế, cho là mình đã đủ mạnh, kết quả ra ngoài bị lão quái vật và người có đại khí vận đánh chết, trở thành nhân vật đáng thương trong truyền thuyết của người khác. Hơn nữa, một mình ta dễ làm việc hơn. Được. Phương vọng chỉ đơn giản khách sáo một câu, hắn cũng không thể mặc dạng mày dày xin chu tuyết dẫn mình đi, mà hắn quả thực cũng không muốn ra ngoài. Hắn tạm thời còn chưa tới tình trạng ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Chẳng qua là. Mở miệng thế nào đây, Chu Tuyết trêu tức cười nói, thế nào? Còn muốn dựa dẫm vào ta đòi công pháp, pháp thuật. Phương Vọng không ngờ tới Chu Tuyết trực tiếp như thế, hắn giả vờ ho một tiếng, nói, ta mạnh lên mới có thể giúp được ngươi, giống như trong lúc nguy hiểm diệt môn trước đó ấy. Chu Tuyết nhìn chầm chầm vào mắt hắn, nhìn đến nỗi lòng hắn run rẩy nhưng vừa nghĩ tới phải mấy năm sau mới có thể lại gặp nhau phương vọng chỉ có thể kiên trì đối mặt với chu tuyết bốn mắt nhìn nhau mấy giây thời gian chu tuyết lộ ra nụ cười nói ta chỉ có thể cho ngươi một cơ hội ngươi nói một chút đi ngươi muốn tuyệt học loại hình nào một cơ hội đáy lòng phương vọng hơi thất vọng nhưng cũng có thể hiểu được chu tuyết dù sao lòng người khó dò huống chi chu tuyết là người sống lại kiếp trước của nàng từng chịu đựng bao nhiêu lần phản bội, chỉ có chính nàng rõ ràng. Ngự kiếm thuật, huyền dương thần kinh, lại đến hiện tại, phương vọng đã nợ chu tuyết càng nhiều. Về ân cứu mạng, làm sao không phải là chu tuyết cứu phương vọng? Nếu không có ngự kiếm thuật, phương vọng đụng tới tu tiên giả kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Với cốt khí của hắn, là không thể nào vứt bỏ tộc nhân chạy trốn, dù sao hắn đã từng chết một lần, cho nên đối với chuyện này, hai người là cứu rỗi lẫn nhau phương vọng cũng không thể trực tiếp nói với chu tuyết ta có thiên cung ngươi giúp ta vô địch ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn bình an quá qua loa không có người nào là nhân vật chính tuyệt đối của thế giới cho dù chu tuyết tin hắn có thiên cung phương vọng còn phải cân nhắc đối phương có thể nổi lòng xấu xa hay không người cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình phương vọng càng nghĩ cảm thấy mình không thiếu công pháp không thiếu pháp thuật chiến đấu hắn quyết thiếu tuyệt học loại tốc độ ví dụ như lúc gặp kẻ địch mình không đánh lại được có thể chạy nhanh lên thế là hắn nói ra ý nghĩ của mình ngự kiếm thuật chỉ là pháp thuật cơ sở của tu tiên giới thôi ngươi quả thực cần có một môn động thuật ta truyền cho ngươi bạch hồng động thuật đi chu tuyết trầm ngâm nói thấy phương vọng còn muốn truy hỏi nàng không khỏi trừng hắn một cái nói đừng hỏi ta thuật này mạnh hay không mạnh luyện thì biết phương vọng xấu hổ đành phải gật đầu. Chu Tuyết bắt đầu truyền thụ pháp quyết tu hành bạch hồng động thuật, Phương Vọng nghiêm túc lắng nghe. Đợi Chu Tuyết nói xong, Phương Vọng không thể cự tuyệt tiến vào thiên cung, nhìn cung điện đại khí bàn bạc trong thiên cung này, hắn không khỏi thở dài một hơi. Vừa ngột ngạt 200 năm, mới ra ngoài không đến nửa canh giờ, đã lại trở về. Nhưng hắn không có cách nào, dù sao Chu Tuyết sắp rời đi. Hắn bắt đầu tu hành bạch hồng động thuật, Thuật này là một loại thuật phi hành, có thể hóa thân thành bạch hồng, dùng tốc độ cực nhanh bay lượn trời cao, đại thành thì có thể nhanh như bạch hồng, bay vút vạn dặm. Bạch hồng động thuật không chia thành nhiều tầng giống như Huyền Dương thần kinh, kinh hồng thần kiếm quyết, cho nên Phương Vọng tu luyện, không nhìn thấy mình còn cách đại viên mãn bao lâu. Tu luyện ước chừng 63 năm, Phương Vọng mới tu luyện bạch hồng động thuật tới đại viên mãn, thành quả sau cùng khiến hắn rất hài lòng quả nhiên là nhanh như bạch hồng vút lên không hơn nữa theo tu vi của hắn càng ngày càng cao thuật này sẽ chỉ càng lúc càng nhanh ít nhất tốc độ bày ra trước mắt đã vượt qua tất cả tốc độ phi hành mà hắn từng thấy sau khi nhập thái biên môn ý thức của phương vọng trở lại hiện thực tầm mắt khôi phục rõ ràng vừa hay thấy chu tuyết đang nhìn mình chằm chằm chu tuyết trêu chọc hỏi thế nào tiểu thiên tài thuật này khó sao phương vọng nhướng mày cười nói bình thường đi, ta đã biết rồi. Ha ha! Chu Tuyết không nhịn được trợn mắt, căn bản không tin, nàng cũng không ép phương vọng biểu hiện ra, mà đứng lên nói, được rồi, ta cũng nên đi, hy vọng khi ta trở về, ngươi đã tố linh thành công. Có rảnh thì liên hệ cùng các tử đệ phương gia khác chút đi. Ta sắp xếp các ngươi phân tán ở các mạch là vì bố cục, cho dù ngươi là thiên tài trong vạn người không có một, cũng có thể gặp phải chèn ép cho dù tông môn có chính phái hơn nữa cũng tồn tại đấu tranh không có một môn phái nào là thuần túy xem thiên tư quan hệ thân sơ quan hệ lợi ích mới là căn bản của tất cả chu tuyết dặn dò sợ phương vọng đi lên con đường giống như mình kiếp trước phương vọng gật đầu hắn vốn không bài xích kết giao nhân tế huống chi là cùng tộc nhân của mình hiện tại hắn chẳng qua là muốn mạnh lên trước mà thôi sau đó phương vọng đưa chu tuyết ra động phủ Chu Tuyết trực tiếp ngự kiếm trời đi, lại hóa thành một luồng bạch hồng, nháy mắt đã tan biến trong mây mù. Bạch hồng động thuật, Phương Vọng âm thầm bình luận, được cho là tiểu thành đi, không hổ là người sống lại. Hắn chợt nghe tới bên cạnh truyền đến động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Ly đi ra từ trong động phủ của mình, nàng nhìn về phía Phương Vọng, ánh mắt phức tạp. Phương Vọng bị ánh mắt của nàng nhìn mà tê cả da đầu, hắn lộ ra nụ cười mỉm khẽ gật đầu với cố ly cố ly cũng đáp lại bằng cái gật đầu sau đó ngự kiếm trời đi điều này khiến phương vọng thở dài một hơi hắn thật là sợ cố ly dây dưa hắn sau đó phương vọng về động phủ tiếp tục tu luyện sau ba tháng linh lực của phương vọng đạt tới trạng thái dồi dào hắn cảm giác mình đã không cách nào thăng lên được nữa thế là hắn đi ra động phủ tiến đến kính thăm sư phụ dương nguyên tử bên trong thanh tâm điện Dương Nguyên Tử kỳ quái nhìn về phía Phương Vọng nói: Quả thực đã đạt tới trạng thái nên tối linh. Từ khi ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện tới hiện tại đã tròn một năm chưa? Phương Vọng hồi đáp: Cũng sắp rồi. Khóe miệng Dương Nguyên Tử giật một cái, hắn thở dài nói: Thiên tư như của ngươi nên đi mạch thứ nhất. Cửu thiên thương lôi kiếm trận tuy mạnh mẽ, nhưng quá khó học. Truyền thừa trấn mạch của mạch thứ nhất cũng rất mạnh. Đã vào mạch thứ ba, đồ như sao có thể chân trong chân ngoài? sư phụ yên tâm đi ta sẽ tu luyện thật tốt làm vẻ vang cho mạch thứ ba phương vọng nghiêm mặt nói hắn cố ý tỏ thái độ vì sớm ngày trở thành đại đệ tử sau đó thu hoạch được truyền thừa cửu thiên thương lôi kiếm trận lui một bước mà nói trở thành đại đệ tử cũng có thể có càng nhiều tài nguyên tu hành ỷ vào huyền dương thần kinh đại viên mãn động phủ của đệ tử thân truyền phương vọng tạm thời không đến tình trạng cần tài nguyên nhưng hắn cũng sẽ không coi trời bằng vung, hắn tin tưởng cảnh giới sau này sẽ càng thêm gian nan. Kẻ mạnh như chu tuyết, cũng phải mưu đồ cơ duyên khắp nơi. Dương Nguyên tử nghe thấy lời của Phương Vọng, cũng không lộ ra nụ cười, trái lại còn lắc đầu, hắn nói tiếp, chính mạch đều có nơi tố linh, nhưng thiên tư tu hành của ngươi được cho là trăm năm khó gặp, ta dẫn ngươi đi gặp trưởng môn đi, nơi tố linh của chủ phong có hiệu quả càng tốt hơn. Phương Vọng mừng rỡ, vội vàng bái tạ sư phụ cứ như vậy phương vọng đi theo dương nguyên tử tiến về chủ phong hai sư đồ tiến vào thủy uyên điện bái kiến trưởng môn quảng cầu tiên quảng cầu tiên nghe nói phương vọng sắp tố linh cũng không kinh ngạc dù sao hắn đã sớm biết được tốc độ tu hành của phương vọng hắn vuốt râu cười nói đương nhiên là được đi thôi vừa lúc có một người đang tố linh ngươi cũng được đi xem một chút hắn đứng dậy dẫn theo dương nguyên tử phương vọng đi về hướng thiên điện một đường đi xuyên qua hành lang công công quấn quấn, bọn họ đi tới một chỗ sâu trong thủy biên điện. Nơi này tương liên cùng vách núi, lại có thác nước rơi xuống từ đám mây, hình thành một mảnh ao nhỏ, trong hồ có một nam tử ở trần đang tối linh. Phương Vọng đứng trên hành lang, nhìn thấy bên cạnh có một bộ quần áo và rương sách, đột nhiên hiểu người này là nam tử áo đen cùng thời kỳ với hắn. Trước đó đối phương đội mũ rộng vành, toàn thân bao bọc chặt chẽ, cho nên hắn không nhận ra người này ngay. Kẻ này tên là Chu Hành Thế, nhau gia nhập Thái Biên Môn cùng ngươi, từng bại trong tay ngươi, bây giờ bái nhập mạch thứ hai, ngươi đừng xem nhẹ hắn, hắn sắp tạo nên ra huyền nguyên bảo linh. Quảng cầu tiên vuốt râu cười nói, nhìn Thái Biên Môn càng ngày càng hiện ra nhiều thiên tài, trong lòng hắn tràn ngập kiêu ngạo. Dương Nguyên tử khẽ nói, ngươi để hắn tới đây tối linh, là cho rằng hắn có thể tạo nên ra địa nguyên bảo linh à. Người ấy dù sao cũng phải có mong ước. Ha ha, thiên tài mấy trăm năm khó gặp giống như Lục Viễn Quân, sao có thể dễ dàng gặp được. A, à, thật sao? Ngươi không có lòng tin đối với đồ đệ ngươi như vậy? Phương Vọng nghe một lát đã cảm thấy không đúng lắm, sao hai người này lại có loại cảm giác minh tranh ám đấu, chắc là không hợp nhau, khó trách lúc ban đầu trưởng môn có ý muốn cản hắn đi mạch thứ ba. Hỏng bét, không phải đứng sai đội đấy chứ? mạch thứ ba bị trưởng môn xa lánh sao, Dương Nguyên Tử khẽ nói, đợi lát nữa thì biết. Phương Vọng nhìn chầm chầm Chu Hành Thế. Tướng Mạo Chu Hành Thế thoạt nhìn có hai, ba mươi tuổi, hơi có vẻ tang thương, giờ phút này từng sợi hắc quan quấn quanh người hắn, chảy về phía đỉnh đầu của hắn giống như vòng xoáy. Đỉnh đầu có một cái quạt đen đang chậm rãi ngưng tụ, dần dần ngưng thực, mơ hồ còn lộ ra cảm xúc kim loại. Đây chính là Bảo Linh sao, trong lòng phương vọng tràn ngập chờ mong, hắn đang chờ mong bảo linh của mình. Quảng cầu tiên và dương nguyên tử cũng không còn đấu võ mồm, chuyên tâm quan sát. Thời gian trôi qua một nén nhang, quạt đen trên đỉnh đầu chu hành thế bỗng nhiên rung lên, một đợt sóng khí màu đen mà mắt trần có thể thấy được văng ra, quét ngang mặt ao, ngay cả thác nước cũng bị cắt đứt, mắt thấy sắp xung kích đến thủy biên điện. Quảng cầu tiên đưa tay, dùng linh lực của mình ngăn cản ầm sóng khí màu đen đụng vào tường sắt vô hình, lập tức tan ra. Áo bào của phương vọng tung bay, hai sợi tóc mai bị thổi lên. Hắn không khỏi nhìn về phía quảng cầu tiên, âm thầm kinh hãi. Không biết trưởng môn là cảnh giới gì, chỉ khí thế kia thôi đã khiến phương vọng có loại cảm giác không dám chống lại. Chu hành thế trong ao từ từ mở mắt, hắn nâng tay phải lên, cây quạt đen trên đỉnh đầu cấp tốc rơi vào trong tay hắn. Cầm cây quạt này gương mặt hắn lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng huyền nguyên bảo linh thượng phẩm khó lường đủ để xếp vào trước mười trong các đệ tử đương đại quảng cầu tiên tán thưởng nói chu hành thế đứng dậy hành lễ với quảng cầu tiên đồng thời hắn chú ý tới phương vọng đã đến quảng cầu tiên nhìn về phía phương vọng cười nói đi thôi ngồi tĩnh tọa trong ao vừa vận công vừa tưởng tượng bảo linh ngươi muốn Thiên địa linh khí nơi này sẽ giúp ngươi tạo ra bảo linh của mình. Phương Vọng gật đầu, lập tức đi đến ao nhỏ, Chu Hành Thế cũng đi lên khỏi ao, hai người gật đầu với nhau, xem như chào hỏi. Ngồi tĩnh tọa ở giữa ao, Phương Vọng hít sâu một hơi, bắt đầu nhắm mắt vận công. Chu Hành Thế sau khi mặc quần áo vào cũng không hề rời đi, mà ở lại quan sát Phương Vọng tối linh. Phương Vọng dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, trong lòng có một chút áp lực. Nhưng hắn rất nhanh đã dứt bỏ tạp niệm đối với bên ngoài. Dựa theo tổng cương tu hành nói, bảo linh bản mệnh từ thấp đến cao chia làm hoàng nguyên bảo linh, huyền nguyên bảo linh, địa nguyên bảo linh, thiên nguyên bảo linh, mỗi một bậc từ thấp đến cao lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm. Bảo linh có phẩm giai cao nhất từ trước tới nay của Thái Biên môn cũng chỉ là địa nguyên bảo linh hạ phẩm mà thôi. Nghe nói bảo linh bản mệnh của vị lục viễn quân kia đã đạt tới địa nguyên bảo linh trung phẩm, phá vỡ kỷ lục trong lịch sử của Thái Uyên Môn, hắn cũng chính là nguyên nhân Thái Uyên Môn bây giờ hưng thịnh. Tạo nên bảo linh bản mệnh có cần linh thạch thiên đạo đặc thù, chỉ có ở trên linh thạch thiên đạo mới có thể tạo nên bảo linh bản mệnh, mà dưới đáy ao nhỏ phương vọng đang ngồi chính là một khối linh thạch thiên đạo to lớn. Sở dĩ chính đại giáo phái hùng bá tu tiên giới đại tề, cũng bởi vì bọn họ nắm giữ linh thạch thiên đạo cấp bậc cao nhất hơn nữa lại không chỉ một khối rất nhiều thế gia tu tiên không cách nào tối linh chỉ có thể để đệ tử gia nhập bọn họ phương vọng bắt đầu giả tưởng tạo hình bảo linh bản mệnh của mình lựa chọn đầu tiên của hắn là một thanh kiếm dù sao hiện tại sát chiêu mạnh nhất của hắn chính là kinh hồng thần kiếm quyết dần dần quanh người hắn tràn ra từng ánh lửa vòng quanh thân lại hội tụ lên đỉnh đầu của hắn giống như chu hành thế lúc trước. Quá trình tố linh vô cùng kỳ diệu, khi phương vọng giả tưởng ra bảo linh hình kiếm mình muốn, hắn tiến vào một loại trạng thái nội thì kỳ dị. Hắn nhìn thấy trong cơ thể mình xuất hiện một mảnh khu vực màu đen, trong màu đen kia liệt diễm cháy hừng hực, dần dần ngưng tụ ra hình thái một thanh kiếm. Phương vọng tập trung lực chú ý lên thanh kiếm này. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn phản phất hóa thành hai tay vô hình, có thể đụng chạm đến thanh kiếm này khi hắn đắm chìm trong đó ngọn lửa quanh người hắn tuôn lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một quả cầu lửa quảng cầu tiên dương nguyên tử chu hành thế đứng trên hành lang nhìn xem công pháp đồ nhi này của ngươi tu hành không đơn giản đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy khí tức linh lực nóng trực như thế quảng cầu tiên tán thưởng nói dương nguyên tử không lên tiếng thật ra hắn không hiểu rõ phương vọng nhiều lắm chu hành thế thì nghĩ đến trận chiến trước khi nhập môn kia hắn chỉ chạm nhau một chưởng với phương vọng, mà dưỡng thương ước chừng một tháng, đến nay hồi tưởng lại, vẫn sợ hãi vì đó. Vui sướng vì tạo nên huyền nguyên Bảo Linh đã nhạt đi, hắn nhìn chầm chầm hình thức ban đầu của Bảo Linh trên đỉnh đầu phương vọng. Trực giác nói cho hắn, Bảo Linh của phương vọng chắc chắn cao hơn hắn. Dưỡng khí cảnh tầng 7 liền có thể quét ngang hắn cùng 50 vị tu sĩ, hắn không dám xác định phương vọng sẽ tạo nên như thế nào Bảo Linh bản mệnh. Trong gia tộc, Hắn từng nghe nói truyền thuyết về rất nhiều thiên tài, nhưng Phương Vọng là thiên tài kinh khủng nhất hắn từng được chứng kiến. Dứt bỏ thực lực không nói, mấy tháng trước tiểu tử này mới dưỡng khí cảnh tầng 7, bây giờ đã tố linh giống hắn. Lòng Chu Hành Thế vì đó mà rung lên, ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Vọng càng trở nên phức tạp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa canh giờ. Bảo linh trên đỉnh đầu Phương Vọng đã thành hình kiếm đơn giản, liệt diễm quanh thân càng ngày càng khổng lồ giống như từng con hỏa xà cuốn quanh thân thể, liên đới nước trong ao cũng bắt đầu sôi trào, dâng lên từng đợt sương mù nóng bỏng. Quảng cầu tiên vuốt trâu cười nói, ít nhất cũng là huyền nguyên. Dương Nguyên tử nói với ánh mắt nghiêm nghị, giai đoạn này đã có thể đạt tới phẩm giai huyền nguyên, e là thật sự có khả năng đạt tới phẩm giai địa nguyên. Ánh mắt của hắn không khỏi liếc nhìn Chu Hành Thế, cái nhìn kia khiến đổi lòng Chu Hành Thế kinh hoàng. Hắn chợt hối hận vì ở lại quan sát, nhưng bây giờ nói muốn đi, thì lại càng không đi được. Quảng cầu tiên nhìn chầm chầm phương vọng, đắc ý cười nói, kế sau viễn quân, lại ra một phương vọng, thái biên môn lo gì không thịnh vượng. Nghe vậy, Dương Nguyên tử lắc đầu, hừ lạnh nói, trưởng môn, khuyên ngươi chớ đắc ý quá mà không giữ được đúng mực, cũng đừng quên thảm án của thái thanh môn. Thái biên môn lấy thiên tài để hấp dẫn thế gia tu tiên, khả năng dẫn đến giáo phái khác ghen ghét một vị lục viễn quân có lẽ sẽ không xảy ra chuyện, nếu lại xuất hiện thêm một vị, thì cũng không nhất định. Quảng cầu tiên nghe xong, nụ cười dần dần biến mất. Nghe tới đây, Chu Hành Thế càng hối hận, bắt đầu suy nghĩ lát nữa nên ứng đối ra sao. Thời gian tiếp tục trôi qua từng giây từng phút. Bảo Linh hình kiếm trên đỉnh đầu phương vọng càng trở nên ngưng thực, thậm chí có thể nhìn thấy một vài đường vân tỉ mỉ. Không những như thế, Bảo linh này bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Địa nguyên Quảng cầu tiên phun ra hai chữ, lúc cố linh đã có thể hấp thu thiên địa linh khí là đặc điểm của địa nguyên bảo linh. Đáy lòng chu hành thế ngũ vị tạp trần, hắn nắm chặt hai tay. Thiên tài như hắn tạo nên ra địa nguyên bảo linh. Chẳng có gì lạ, ta tội gì so sánh với hắn. Chu hành thế tự an ủi mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.